để đây. Ok, cảm ơn chị. Ủa vậy là hôm qua chị 50 phải không? Đây, trả cho chị đây. Rồi, quà cảm ơn nha. Ăn nữa. Ăn này ăn kỷ thứ ba rồi. Ôi, mày mới vừa ăn chi ngớt cái miệng, mày ăn cái này nữa không được đâu Ý ơi. Hôm qua nó ăn quá trời không được. Ăn thì không có thay mày kìa. Có ăn mấy bằng vậy? Trong này lấy được mà đối với mày chứ. Nhưng mà ăn không? Mày cứ quay đi tao làm cho. Mày cứ quay đi. Thầy quay cho tao. Ăn không? 21 phút. Chứ không lấy là con của bà. Con mà mày cứ lên mắng con. Nhai hết tiền không? Mày mấy giờ ăn cái gì vậy? Bắp, đúng rồi mày mới ăn bắp. Không ăn bằng này nữa. Ăn bắp rồi mày ăn cái này chút mày đau bụng á. Này có nước dừa. Ăn bắp đâu? Không hả? 10.000 cho chị xin 10.000 đi. Một lá mình chưa có tiền lễ chị thối cho người ta. Đó. Cảm ơn. Bữa nay mình không bỏ sót khách nào. Lấy ba phần nhanh. Mua ba món phần gì cũng được mọi người. Nhưng mà biết quà lên lộn. Mua 50 phần đi. Như con chất vàng, núi lên à. Chất cho đủ lúc. Ăn dừng dừng. Giống kiến ra mồi về tổ ấy, ăn dừng 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 dừng. Người biết không? Em thích ăn nhiều. Một chén nước tương ớt. Một chén nước mắm ớt. Một tô cơm trắng. Một con cá khô chiên. Ăn gì no. Dạ. Không lấy đâu đó liền. Trời ơi. Trời. Đúng rồi. Tôi chửi bà vậy là đúng rồi bà ơi bà. Bê chúa. Mẹ chửi người ta bê đê chúa vậy là mẹ là bê đê gì? Mẹ nhìn lại mẹ đi. Nhiều khi nó quay quăng miếng ông hại nó phải diễn cái chỗ khác. Có chị đồ hàng mấy phần vậy chị? Buồn ghê. Cứ lấy thêm cho người ta đi con. Trời mưa trời gió ta cứ cầm ta đi tới đây. Đây 50 phần được mà. Không giờ này là 50 phần được mà. Đó. Đi con. Ủa mới là 2 ngày rồi đó. Rồi. Không để ý tới luôn quyền mày nói mới để ý tàu quyền. Cảm ơn nghe. Đủ chưa? Cứ lấy ghế ngồi để xoài đi. Thôi tôi trả nợ đi qua tôi thẻ đó. Ở đây hả? Xích lên đây nè. Cô gái kia ngồi lên luôn.
con lại ngồi chơi với bạn. Mà sao chứ vậy trời, nếu con chống chữ hẹp. Chữ hẹp sao dở vậy mẹ? Thế là nói cô kia con không có ăn tùm lum tùm la, mẹ ăn cái mày đau bụng mày á, con đi ăn hôm á. Ăn bắp tàu quỳ quá. Đóng rồi, đôi mắt ba. Nó bứt hết nghe rồi đó. Nó bụ quá rồi. Nó bụt bụ quá nè, nó ơi. Còn không ăn tụt lùm tụt la, tụt hay luôn. Cầm quay đúng không? Tụt lùm tụt la, lúc rồi mày đau bụng á. Ăn chi vậy? Bún mắm. Muốn ăn. Cái nào đau bụng mình ăn, còn mẹ để tiêu hết cái kia đi, còn mẹ ăn. Chưa tiêu hết này mẹ dồn 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 vô. Nó trước rồi đó. Đau bụng quá con. Nó mới ăn nửa đi lắc cho con. Giờ nó chuyển qua nó ăn mì. Ăn hoài à. Như đang đợi xoài đúng không? Ờ đang đợi xoài mà nãy báo rồi đó em. Em được đá hả? Ừ. Như gì? Ai kêu nói ra cho chút ngăn chạy liền là sao? Có người hại chú phải không? Con nói đây khai luôn trước mặt khán giả nè. Má này đập đá đa nghi quá nè. Đập đá đa nghi quá nè, đập đá đa. Lầu đá là lầu đá đa nghi. Đập đá đa nghi. Khúc sấy không à. Hello. Dạ muốn cho bạn xem nha. Chị lấy ăn bánh mì nữa con. Muốn cho. Muốn cho nó ăn này nó đau bụng á. Con cầm tiền không phải con mua nè. Mẹ không có tiếc với con. Nhưng mà mẹ sợ con đau bụng. Con đau bụng quá. Con nói mà không có con suối mày la làng nha. La làng lúc mà giống mọi người không á. Mọi người có thương dưới thì cho dưới trà sữa nha mọi người. Thôi giờ. Chú coi chơi cái gì vậy? Chú giúp cho con kêu cho mấy cái khác đi, ví dụ như là tiền chanh hay tắc gì đó, đặng cho nó chua chua, đặng cho ốm. Ờ cảm ơn chị nha. Anna Miley Uyển nha. Bánh nha. Chú ý ơi, ta hỏi ba con là ai kìa. Nãy giờ phải chú Hồ không kìa. Chú Hồ á. Hỏi là ông Hồ phải chồng rồi mà sẽ thi không? Hai. Nói mới vừa nói đâu. Nó mới vừa nói đâu. Con mới vừa nói cái gì? Nó ông hồn phải ba con phải không? Một hồi cho ông coi nè. Nói là mẹ thi ông phải là vợ của ba con. Mẹ thi vẫn còn đồng chinh. Mấy ông rồi. Chị ông hộ em qua cái bệnh giác nha. Ông tin giờ con kêu mấy. Mấy người chịu cũng một mẹ không? Kìa, nó quen kìa. Lấy kem kìa. Lấy nào? Lấy kem là ai? Lấy kem là bé Khoa đó. Bà hãy xem bữa nay hai người mình không biết luôn, tao không để ý luôn á Quyền. Cái bữa nay tao ra tao luôn mua tao không để ý cái gì luôn á. Ba nghĩ tao không để ý luôn á. Ăn bao nhiêu nói chuyện chơi. Ăn lo ăn. Nói là nói còn này còn uống lâu. Rồi qua nó đẹp lắm mà. Nghĩ lâu. Người lâu rồi. Đấy. Một khán giả hỏi con đó, nói là con thương mẹ cái gì nhiều hơn là đối với con. Rồi, hỏi trả lời luôn. Những hơn mẹ ruột, những hơn mẹ cái gì. Tí ơi ngồi quay qua mặt mẹ cái thi nói chuyện. Ngồi thẳng vào mặt mẹ cái thi nói chuyện. Con lại đó ngồi đi cho quay hết rồi con. Chú kêu nha. Nãy con mặt mẹ cái thi mình nói. Nói sao nó lại nè.
Dạ, người ta nói như ý về sao không ôm mẹ cái thi, mẹ cái thi buồn. Tấm lòng của người mới cho. Thôi quý ơi. Bà nội muốn nắc được. Thứ bà chát là cái gì ạ? Sao bữa giờ tôi không được ai cho hết sao? Đưa bà kiếm tiền cho. Vậy để có bà kiếm tiền mới cho. Ủa Bình Dương, chứ mình khổ quá không? Không. Cái đó là tháng 1 tỷ thì ai cho nữa. Trời trời, nói vậy.